Xin chào quý vị và bạn. Chào mừng quý vị và bạn đã quay trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Như tập phim hôm trước thì các bác cũng biết rồi là anh em đang thực hành công việc trên bản chống tàu, thì đã giữ nhà A Lử xong rồi, nên hôm nay anh em tiến hành là ở trong thị xã và đi lấy sắt về triển khai luôn cái ngôi nhà lắp ghép mới cho gia đình. Và hôm nay thì có một chút tin buồn thì anh em xin giới thiệu là bên nhà của cameraman A Quyền thì có một chút việc buồn, nên ông bác nội bên Quyền thì mất. Hôm nay Quyền từ hôm qua rồi để không tham gia công việc của anh em được, thì anh em kênh Tiếng Gọi Vùng Cao xin được chia buồn cùng gia đình. Và hôm nay ở trên bản thì có gọi cho A Say thì để đi chuyển vật liệu, nhưng mà bên trên đấy đêm qua có mưa to quá nên hôm nay đường vẫn rất là trơn, nên anh em chưa cho mọi người ở trên đấy chuyển vật liệu được. Đây, hôm nay hai anh em có một người Bắc Ninh thôi. Và đây đang lấy sắt. Nhanh gấp rút tiến hành luôn ngôi nhà mới cho gia đình. Chào anh nhá. Chào anh nhá. Cháu lấy sắt. Năm mới chúc gia đình anh chị tháng năm mới mạnh khỏe nhá. Hạnh phúc và thành công, vạn sự như ý. Chúc tất cả anh em vâng luôn luôn mạnh khỏe, thành đạt nhá. Vâng. Năm mới cháu chúc nhiều công nhiều việc, thật vâng sức khỏe. Vâng. À, làm được nhiều công trình lớn. Ok. Phục vụ anh em tận tâm, tận nơi tận chỗ đàng hoàng. Vâng. Ông năm vừa rồi thì anh em có lấy sắt cho gia đình. Hôm nay đầu xuân năm mới thì anh em lại tiếp tục triển khai những cái công trình ở trên bản, và tiếp tục hôm nay ra đây lấy sắt ở chỗ anh chị đây. Anh em thường lên mua hàng trên quán thì cửa hàng có xe ô tô thì sẵn là trở về cho mình luôn, là không phải mất tiền cước thuê xe đâu nhé. Đây là cái tờ hóa đơn mà kê khai cái sắt lên này. Nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu. Đầu tiên là hộp 9x9 để làm cột này. Hàng 1L 4 cây nhân 670.000 bằng 2.680.000. Hộp 36 này 14 cây nhân 250 bằng 3.500.000. Hộp 4x4 hàm kèo này 12 cây này nhân 230 bằng 2.760.000. Cục 2550 17 cây nhân 190 bằng 3.230.000. Cục 4x4 20 cây nhân 72.000 bằng 1.140.000. Và cả mặt bích cột này, mặt bích đáy này, que hàn đá cắt này, đá cắt to, đá cắt bé, giáp thô để mài cửa luôn này, và vít để bắn vách và vít bắn tôn bắn mái nữa. Và sơn Hindu để sơn cột này và sơn toàn bộ cánh cửa. Nguyên tờ 1 về phần sắt là 16.055.000. Và tiếp đến tờ 2 là phần tôn này. Tôn xốp xanh rêu 0.35 của hãng Vitech như mọi khi anh em hay dùng nhé. Dài 3.6m x 12 tấm này. Và bên dưới phía đằng sau là dài 3m x 12 tấm. Ngôi nhà này mình sẽ làm chiều dài dài hơn mấy nhà trước, vì nhà này hẳn gia đình 7 người thôi, nên dài hẳn 12m và 12 tấm. Tổng 85.54m² là phần tôn mái nhân 165.000 1m bằng 14.113.000. Và cả ốp nóc này, ốp sườn này. Vách tôn xốp, vách xung quanh ấy, vân gỗ. Tổng là 82.134m² nhân 210.000 bằng 17.248.000. Và cái u để bắt xung quanh cái vách 50 cây nhân 80.000 cây bằng 4.000.000. Tổng tờ 1 với tờ 2 là bằng tổng toàn bộ chi phí cả mái này, cả sắt này bằng 52.424.000.
cắt thêm mấy vòng sắt 6 này để hàn cái đai xung quanh cái giỏ chôn cái chân cột. Bốn cân rưỡi. Bốn cân rưỡi sắt nhé. Giờ xe của chủ quán ấy, chuyển về đến cái chỗ ngõ của nhà em. Từ nhà về đến nhà còn một chặng nữa cơ. Xong anh em phải bốc bộ vào một đoạn để đến nhà mình thi công được. Đây, hiện tại xe chở sắt đã về đến chỗ nhà mình rồi. Bây giờ chuyển xuống anh em lại bốc một chuyến vào trong nhà nữa. Còn phần tôn nhá, phần tôn là phải đặt hai hôm mới có chứ, cái kia mới có thì xe mới chuyển đến đây. Và đấy làm xong kèo cột thì anh em phải chuyến thôi, cả tôn, cả kèo cột luôn. Chú. Đây, hiện tại anh em đã chuyển đầy đủ hết sắt vật liệu sang đến đây rồi. Còn cái này là đầy đủ cả kèo này và toàn tay cột và khung cánh cửa và cánh cửa. Còn thiếu mỗi cái tôn huỳnh thôi, cái tấm huỳnh ở bên phần bên dưới của cánh cửa ấy. Sau quán đấy mới đầu năm nên chưa có cái loại hành thông dụng ấy. Chắc phải để ngày mai cái kia đi ra mua quán khác. Tầm cái mặt bích này giờ sẽ tiến hành triển khai hàn luôn cái cột trước và hàn cái vi kèo luôn, mong sao xong sớm để chuyển lên lắp ghép nhanh sớm cho gia đình, chứ hôm nọ thì đã dỡ nhà ra hết rồi thì bây giờ gia đình ở trên đấy có dựng cái lán ở tạm thôi. Bây giờ anh em sẽ tiến hành cắt cái phần cột trước. Phần cột là anh em tính cho cao 2m8. Và ngôi nhà thì sẽ cho dài 12m, rộng 5m. Và có đằng trước hiên đua ra 1m2 nữa. Nhưng có thiết kế bởi đằng trước hai cửa chính này, hai cánh cửa này và hai bộ cửa sổ. Và phía đầu hồi vào thì cái nhà như mọi khi anh em đi vào thì thấy không? Anh vào cái chiều đằng trước nhà cơ. Xem cho một bộ cửa hai cánh ở đây nữa. Là thành hai bộ hai cánh này. Và một bộ cửa lách ở phía đầu hồi bên này nữa. Năm cánh cửa chính. Và làm thành chia thành ba gian bốn vì kèo. Rồi, ok, anh em tiến hành cắt. Đây là
Đây là ông anh trai của em. Anh trai cũng có một khi cũng hay nhờ một ông anh rể nữa cơ. Nhưng mà hôm nay thì vẫn chưa hết Tết. Hôm nay cũng mới 14 nên vẫn đang đi uống rượu chúc Tết, họp lớp các thứ rồi. Nên nhờ được đứng một anh thì anh em sẽ triển khai là thằng nhặt. Cắt luôn. Đây phía bên này thì em hàn sơ bộ xong được một cái kèo rồi. Mình thường em hay cắt hết một loạt trước xong rồi mới ghép vào thì nó tiến độ nó được nhanh hơn. Hàn nước cái này. Đang phía bên này thì không ăn chay cũng hàn được. Ta cả rồi. Đó, như mọi nhà thì hàn hai cái mặt bích hai đầu này và một phần chân bên dưới thì sẽ hàn cái giỏ để mình bắt bu lông siết chặt xuống bên dưới chân. Cực đẹp luôn. Đang mời hai bác ở đây dùng bữa trưa gia đình. Ngày 14 thì vẫn chưa hết rằm, hết Tết đâu. Thì hôm nọ thì đây, hôm vào nhà ông anh hôm đúng hôm 12 thì vẫn vào đây vẫn được uống rượu say khướt. Mãi mới chịu cho về. Nguyên thấy vợ làm chế biến món gì trong bếp. Vào đây một tí. Đấy, trong thời gian Tết thì chắc ở đâu cũng thế thôi. Các bác đi chúc Tết này, anh em họ hàng trong nhà và hầu như là toàn uống rượu. Uống rượu đến nỗi còn ngán cả rượu rồi. Hôm nay thì đặc biệt bảo vợ chuẩn bị cho một món gì đấy để uống bia thôi. Đặc biệt em lại rất thích uống bia. Không biết đây món gì đây? Đang chuẩn bị để đụng với xoài. Xoài đấy, xoài với cà rốt à? Vâng. Hôm nay có hai bác khách quý cũng là trong dịp Tết nữa. Mình phải đây uống cùng gia đình cốc bia. Tưởng món này là một đu đủ chín đi chứ. Không, xoài ạ. Thế bên này có món gì thơm phức này? Một con mực nướng. Cái này thì rất là thích hợp để nhắm bia này. Chỉ một con. Thơm lắm. Đứng món quái khẩu của mình. Nên này là món cái măng. Măng bầu. Xào à? Ủa hơi muộn rồi nhưng mà anh em sẽ làm một tí nữa rồi sẽ nghỉ ăn trưa. Vậy cứ chuẩn bị nhá. Đây trong buổi sáng thì anh em chuyển thực sắt về rồi làm được xong hai cái vị kèo. Vị kèo này khá là to hơn so với mọi nhà. Mọi nhà thì làm to nhất như nhà cụ Pàng là 4m8. Nhưng mà nhà này làm đặc biệt là thiết kế cho gia đình hẳn 7 người cơ. Rộng hơn cho 5m và dài 12m này. Thôi nghỉ đi anh ơi. Chiều hàn tiếp. Nghỉ ngơi rửa chân tay đã. Thôi 12 giờ kém rồi đấy anh ơi, nghỉ thôi.
Hôm nay chuẩn bị một ít món để mấy anh em làm bia. Món thịt sấy này là do gia đình tự làm này, món đặc sản của người Thái, thịt lợn sấy. Thì bên này là món lộn, cho ít thịt sấy đã xé vào nữa. Lúc này anh em dưới gia công sắt thép khung nhà cho nhà A Lử. Thì trên này phía trên nhà thì vợ A Quỳnh có chuẩn bị mâm cơm rất là ngon. Bắt đầu xuân năm mới thì hôm nay anh em team có một bữa cơm ở trên nhà A Quỳnh. Đầu xuân năm mới thì cháu chúc cô chú năm mới là mạnh khỏe, vạn sức như ý. Chúc vợ chồng A Quỳnh thì sức khỏe nhá. Vâng. Thành công. Cô chú cảm ơn hai cháu. Cái đầu xuân năm mới chú cũng xin chúc cháu với lại gia đình, với lại anh em trong tổ ai cũng mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Cảm ơn nhé. Cháu cảm ơn. Thầy cảm ơn chú. Nhưng anh em hay nói chuyện với nhau vào dịp Tết thì còn mùng là vẫn còn Tết, nhưng mà hôm nay là đến ngày 14 rồi. Anh em thì từ hôm Tết giờ cũng lên chúc Tết gia đình mấy lượt rồi, nhưng mà hôm nay là bữa đầu tiên lên video là như vậy. Thì em lại chúc lại và chúc toàn thể quý vị và các bạn trong và ngoài nước một năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Em xin chúc mọi người nhé. Mời các bác nhé. Đây là món giấy này là món đặc sản của người Thái Mường Lò nhé. Cái lộ mình là về các nơi về nhiều, đi Tết là về nhiều, là vĩnh ác. Giờ cho Mường Lò không tỏa hết nằm nhiều. Xin chào các bạn, sau khi anh em ăn cơm trưa nghỉ ngơi một chút thì buổi chiều hôm nay lại tiếp tục. Nhà hàng nước tây xong với cái chuột này. Rồi em sẽ hàn xong hoàn chỉnh cái kèo luôn, 4 cái vị kèo. Hai cái xong sớm nhất để cho gia đình chuyển lên và lắp ráp cho gia đình sớm nhất có thể. Xong cái mùa đông này ở nhà mà nhà tạm lán tạm xung quanh không kín thì lạnh lắm. Thì bên này thì em hàn xong 4 vị kèo rồi, hoàn chỉnh. Và bây giờ sẽ hàn luôn cái con bọ vây vào cái má phần bên trên của cái vị kèo. Vây này em vừa cắt sẵn, cái vị kèo này là hộp dày 4 phân này. Thì em cắt cái vây này 3 phân để nó lọt bên trong của cái kèo này. Hàn kín 3 điểm để nó cực chắc theo ngấu theo cái vị kèo. Và cái con vê này có tác dụng là để đỡ cái xà gồ lúc mình gác lên, thì bình thường thì phải hai người mỗi người một đầu kéo lên để đỡ, nhưng mà mình đã hàn được cái bọ vê này vào rồi thì đặt xà lên thì kéo đặt là nó sẽ mắc vào cái vê này luôn, là không cần phải người phía bên kia giữ nha. Và hàn tiếp táp vào cái kèo và hàn liền vào con vê bọ vê này thì nó cực chắc hơn so với là để trơn như này. Để trơn này mình gác lên thì mình chỉ hàn được có 2 điểm này thôi. Đấy, ví dụ đây là cái đòn tay này, hàn được có 2 điểm này. Nhưng mà sau khi mình hàn bọ vê này vào thì mình sẽ hàn được má bên kia, hàn được cả 2 điểm này. Bên này chín cái bọ vê này thành nó cực chắc so với bình thường không hàn. Này gọi là kết cấu của cái vị kẹo. Em đinh hàn chiết xung quanh sau, chính tạm hết toàn bộ điểm hết vào cái vị kèo đã, hơn nữa hàn chết kín hết cả 2 cạnh này, 3 cạnh này. Thế bên này nhóm anh của em đã hàn đến cây cột cuối cùng rồi. Lát nữa sẽ anh sẽ dùng cây sắt 6. Sáng nay cái này là vừa lấy thêm đấy. Sáng nay quên mất trong hóa đơn này không chưa ghi cái sắt 6 này. Mấy cân?
và sẽ lấy cái sắt Phi 10 tương hồi bằng tư gần bằng này mang về nhà em đất để vẽ để làm cái cắt 60 phân dài và hàn cái bu lông xong sẽ hàn xong thành 8 cái giọ luôn. Cái giọ mỗi cái giọ này là 4 thanh này, 4 thanh 60 phân, 18 32 thanh. Các cái cơ sóng này làm cái đai xung quanh. Đây là toàn bộ cái cu mà mang đến để cắt cái đầu nó đi như này. Vì không có cái lòng đen thẳng ấy, nên phải cắt cái đầu cái cu đi xong hàn chập vào đây. Hàn chập vào cái sắt xoắn Phi 10 mà anh em vừa cắt xong này. Và sau khi xong phải bắt vào mặt bích để nó lấy lỗ chuẩn. Anh em sẽ tiến hành hàn cái dâu đai sắt 6 vào xung quanh. Hàn hai vòng. Hàn hai vòng, một vòng trên, một vòng dưới và hàn thêm một chữ X ở giữa. Xong rồi mình sẽ đổ dọ xuống để chôn bê tông ấy, cho nó chắc cái chân cột. Mặt bích trên này chỉ là cái định vị để em hàn cái giòn cho nó chuẩn thôi. Còn tí nữa sẽ tháo ra. Mặt bích của nó thì chuẩn của nó là mình đã hàn vào cái chân cột trước rồi. Tháo ra cái mặt bích này là cái mặt bích phần kèo cơ. Để tạm hàn cái giỏ đã xong rồi mới hàn thêm vào cái kèo. Em làm xong được thêm cái thứ hai rồi. Bên kia ông anh đang mang cái chân đế này mang đi hàn ở bên kia. Và chiều nay thì từ sáng chuyển xong vật liệu và hàn được xong được 4 cái vịt kèo này. Bắt đầu hàn dọn được 2 cái và xong hết toàn bộ cột rồi. Mai sẽ tiến hành đến cắt khuôn bao cửa này và cắt cánh cửa luôn. Xong rồi sẽ sơn toàn bộ bằng màu chống dựng mọi khi. Và bây giờ cũng khá là muộn rồi. Có lẽ video cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập phim tiếp theo. Xin chào. Mùng chế.